Tuy thuốc an thai khó ngửi nhưng có thể giúp chủ tử bình an thuận lợi sinh ra long tử. Ngươi nói lung tung gì vậy? Ai mà biết được là long tử hay là nha đầu chứ? Chủ tử phúc trạch thâm hậu, tất nhiên ông trời sẽ ban cho long tử. Dù là công chúa đi nữa cũng là khai qua mới kết quả, sau này cũng sẽ mang đến tiểu a ca thôi. Ngươi nói cũng phải. Hoàng quý phi, Vĩnh Diễm rất hiểu phép tắc, lại rất ngoan, đây đều là công lao của nàng. Hoàng A Mã, Nhi thần cũng muốn học vẽ nữa. Được, để khi con khôn lớn, trẫm sẽ dạy cho con. Mong hoàng thượng dạy dỗ Vĩnh Diễm nhiều hơn. Đều là con của trẫm, dĩ nhiên trẫm sẽ quan tâm. Đa tạ Hoàng A Mã. Ngoan, Vĩnh Diễm đã thành hôn, giờ cũng được phong thân vương. Những năm qua, nó rất nên người, là người thích hợp nhất làm thái tử.